Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả quý liệt vị khán thính giả của đài và quý vị học viên của trường. A Di Đà Phật. Tất cả quý vị có được khỏe không ạ? Nguyện cầu hồng ân chư Phật luôn gia hộ cho quý vị được bình an, được sức khỏe, vạn sự cát tường như ý. Thưa quý vị, chúng ta đã học như vậy là số cả mấy tháng rồi đó. Và sắp tới đây sẽ có cái ngày khai giảng của trường. Và rồi thì mọi người sẽ có cái dịp để vào ở trong lớp ngồi học. Chắc chắn được cảm giác mà quý vị vào học ở trong lớp và quý vị học online như thế này chắc chắn nó hoàn toàn khác nhau. Phản thưa quý vị. Nhưng mà ít nhất á, thì chúng ta cũng uống một ngụm nước, uống chung ngụm nước giáo lý, uống chung một cái giá trị mà chúng tôi tin rằng là khi quý vị tận hưởng những giá trị đó, quý vị sẽ có được an lạc, có được hạnh phúc, biết được rằng là chúng ta may mắn quá mới có được cái nhân duyên để được có thì giờ quý báu mà ngồi lại mà học tập Phật pháp, mà được lắng nghe những lời dạy của Đức Phật như thế này. Và sự tất cả mọi cái đều là có cái bắt đầu, và tất nhiên đã có cái bắt đầu thì phải có cái kết thúc, phải thưa quý vị. Và rồi thì cũng từ cái kết thúc đó mở ra một cánh cửa cho một cái khởi đầu khác, phải thưa quý vị. Cho nên là nói điều đó có nghĩa rằng là chúng ta đã bắt đầu học cái môn gọi là Phật giáo Tây Tạng mấy tháng trước. Và bây giờ đây thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay là cái buổi cuối cùng để mà chúng ta kết thúc cái môn học này. Thế thì hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho quý vị về những cái đặc điểm còn lại của Phật giáo Tây Tạng. Và sau đó thì chúng tôi sẽ xin giới thiệu sơ qua cái đề thi cho tất cả quý liệt vị. Để rồi về cái đề thi về trắc nghiệm cũng giống như là đề thi về luận văn cho quý vị. Chúng tôi sẽ giải thích sơ qua để cho quý vị biết. Và rất là mong rằng là quý vị có đầy đủ trong tay cả rồi. Và hy vọng quý vị sẽ làm bài thi thật là thoải mái, thật nhẹ nhàng. Và với cả một cái tâm tư rất là hoan hỷ của mình. Khi quý vị biết được rằng là trong khoảng thời gian vừa qua chúng ta đã học được gì, chúng ta đã thấy được những cái giá trị nào, chúng ta đã tìm được một cái những một vài cái điều tâm đắc nào thông qua cái môn học Phật giáo Tây Tạng này. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý liệt vị. Bây giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục học về cái một vài cái đặc điểm nữa của Phật giáo Tây Tạng, thưa quý vị. Lần trước chúng tôi có thưa với quý vị về cái đặc điểm gọi là Phật giáo Tây Tạng được gọi là Lạt Ma giáo. Và cũng từ cái gọi là cái cách xưng hô này nó nói lên một cái quan điểm, nói lên một cái tư duy, một cái nhận thức, một cái cách nhìn rất là đặc biệt, là những cái vị Lạt Ma là những vị tu sĩ đặc biệt, những cái vị Phật sống. Cho nên những vị này được xem như là những cái vị mà có thể cao hơn Đức Phật. Và cũng từ lý do đó cho nên là các đất nước Phật giáo khác, các trường phái Phật giáo khác không có cái chuyện gọi là quy y tự bảo. Kính thưa quý vị, vì nhớ giúp cho điều này. Khi đã nói đến Phật giáo Tây Tạng, quý vị phải khẳng định một điều rất rõ rằng là ngoài những đặc điểm kia thì cái đặc điểm quy y tự bảo là một đặc điểm rất là kỳ và đặc biệt. Bởi vì đất nước này có một cái tên gọi hay là có một cái sự hiện hữu lạ, một sự hiện hữu đặc biệt, đó là những vị Lạt Ma. Mà những vị Lạt Ma là những vị gì? Là những vị thường nhân có gì cả. Thật sự ra thì những vị thường nhân, những vị mà có trí đức, những vị có đức hạnh cao tột đó hơn cái người bình thường. Cho nên vị đó là thường nhân, là những người bậc mà có như những vị mà khác hơn hẳn cả con người. Và đương nhiên Đức Phật cũng được xem như là một bậc thường nhân. Chính vì vậy cho nên là quý vị thấy rằng là Phật giáo Tây Tạng tôn kính, rất là tôn kính các vị Lạt Ma. Và họ có một đặc điểm nữa, đó là cái chính trị và tôn giáo cùng đồng hành với nhau. Có nghĩa rằng là các vị tu sĩ vừa tu tập, vừa lãnh đạo cái giáo hội,
nhưng họ vẫn lãnh đạo về mặt chính trị và họ thống nhất toàn bộ cái chính giới của Phật giáo của Tây Tạng. Đó. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy rằng là cái vai trò của các vị lạt ma rất quan trọng. Và đương nhiên đối với Phật giáo Tây Tạng thì họ có hai cái dòng lạt ma đặc biệt. Đó, thứ nhất là Đạt Lai Lạt Ma, mà giống như bây giờ đời thứ 14 á, là ngài Đạt Lai Lạt Ma mà chúng ta hay biết, chúng ta có thể biết được đến ngài, và đương nhiên là chúng ta cũng có duyên gặp, có thể gặp ngài ở ngoài đời thường cũng giống như gặp ở trên tivi. Và ngài Ban Thiền Lạt Ma thì cho đến hiện tại bây giờ ngài đã đến cái đời thứ 10 đó. Thì hai vị mà hai cái dòng lạt ma này á, là những cái vị lạt ma và nói là được tôn kính nhất ở trên trên cuộc đời này đó. Cho nên vì vậy mà Phật giáo của Tây Tạng có một đặc điểm nổi bật, đó là quy y về tứ bảo. Thế thì với chúng ta, quý vị biết là quy y tam bảo rồi phải không ạ? Là Phật, là Pháp, là Tăng. Trên thì có Phật, dưới có Pháp và có Tăng, và cái đó hình thành nên một cái thể chất vạc gọi là tam bảo, mà theo ngôn ngữ thế gian của chúng ta hay gọi là cái kiền ba chân, phải không thưa quý vị? Vững như kiền ba chân mà. Nhưng mà bây giờ đối với Tây Tạng họ không phải vững như kiền ba chân, là vững như kiền bốn chân thưa quý vị, còn vững hơn thế nữa. Có nghĩa là trên cả Phật còn có lạt ma, cho nên quy tự bảo có nghĩa là quy lạt ma rồi đến quy Phật, từ quy Pháp và quy Tăng đó quý vị thấy. Cái một cái đặc điểm rất là nổi bật mà dứt khoát chúng ta đã học qua Phật giáo của các nước, họ có những đặc điểm độc đáo tất nhiên. Nhưng mà nếu nói về cái đặc điểm độc đáo mà so với quy y tự bảo này thì chúng ta thấy là nổi bật nhất. Ví dụ Phật giáo Nhật Bản cũng có quy y tự bảo, Phật giáo Hàn Quốc cũng vậy, rồi Phật giáo của Tích Lan, rồi Phật giáo Campuchia, Phật giáo Miến Điện, vân vân, Phật giáo của Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam, những cái Phật giáo đó hoàn toàn không có quy y tự bảo. Chỉ có Phật giáo Tây Tạng mới có quy y tự bảo. Và đó cũng là một cái đặc điểm lớn. Cho nên họ quan niệm rằng là tuy Đức Phật ngài ở trong ngàn kiếp cũng phải nương vào lạt ma mà tồn tại, quý vị thấy đó. Cũng phải nương vào một lạt ma mà tồn tại, bởi vì lạt ma là những Đức Phật sống chứ không phải Đức Phật chết. Đó. Và vì vậy mà vì thế có lạt ma mới bắt đầu có tam bảo. Một đặc điểm thứ 12 đó là Phật giáo Tây Tạng có thời kỳ pháp nàng của Lạc Đạt Ma. Vâng, thì chính cái thời kỳ pháp nàng này là một cái thời kỳ phải nói bi thương nhất, đau thương nhất ở trong cái lịch sử Phật giáo của Tây Tạng. Và lịch sử được gọi đây đó là Lạc Đạt Ma diệt Phật. Bằng chứng là ông sử sách cho biết là ông đã hạ lệnh cấm chỉ sinh hoạt Phật giáo, đóng cửa các cái từ viện, bắt tăng ni phải hoàn tục kết hôn, thậm chí là cưỡng bức họ trở thành thợ săn hay là đồ tể hoặc nô lệ cho những nhà quý tộc, và hễ bất cứ những ai không tuân mệnh đều bị giết sạch không tha. Đồng thời ông cũng cho đốt các kinh điển Phật giáo, làm cho trăm năm sản lập cũng giống như tạo gốc rễ vững chắc cho Phật giáo Tây Tạng bởi các đời vua trước tiêu tan thành tro bụi ở trong thoáng chốc. Vì thế có nghĩa rằng là biết bao nhiêu đời tiền nhân các ngài đã xây dựng nên, như từ thời của Tùng Tạng Cán Bộ, sáng xích Tùng Đức Tạng, rồi xích Tổ Đức Tạng, vân vân. Quý vị thấy là các vị là những vị vua có cái gọi là có một cái niềm tin lớn về Phật pháp, đã hộ trì Phật pháp cho đến tận cùng. Nhưng mà rồi đến thời Lạc Đạt Ma, quý vị thấy đó, thì chúng ta đã học qua rồi, Lạc Đạt Ma là ai? Lạc Đạt Ma nói thật sự ra khi ông vừa mới lấy ngôi ấy, thì trong vòng 2 năm trường mà khi ông tài vị, kính thưa quý vị, ông vốn gốc là một Phật tử. Đó là một sự thật mà sử sách vẫn ghi rất rõ là ông là một Phật tử và cha mẹ ông cũng là một người Phật tử. Nhưng mà thì đương nhiên là cũng có thể là niềm tin ông không vững chắc. Cho nên là từ đó thì rồi thì còn thêm một vài lời gièm pha nói ra nói vào của những người đại thần đạo môn, kính thưa quý vị đó, mà một trong những cái nhân vật mà phải nói rằng là nhân vật mà gần gũi nhất á, đó là ông đại thần Ví Dạ Nhiệt. Thì cái ông đại thần này là một cái người tín đồ của đạo môn,
Cho nên vì vậy mà ông này đã tìm bằng mọi cách để mà lấy cái niềm tin của ông Lạc Đạt Ma cho bằng được. Đó. Thì tất nhiên là dần dần cuối cùng chỉ 2 năm sau thôi thì Lạc Đạt Ma đã xoay hoàn toàn 360 độ và không còn tin vào Phật pháp nữa, lột hết tất cả để trở thành cái gì? Chuyện cải đạo thành là tín đồ của Đạo Bon. Và quý vị biết rồi, khi ông Lạc Đạt Ma này, một vị vua, người đứng đầu, người của có định quyết định sinh sát ở trong tay, ông đứng đầu, và ông khi mà ông đã tin theo Đạo Bon rồi, thì kính thưa quý vị hiểu điều gì sẽ xảy ra. Và vì vậy cho nên là ông đương nhiên là nghe lời các cái vị quan đại thần, và ông đưa ra những cái gọi là những cái chiếu chỉ, những cái lệnh, ví dụ như cấm chỉ sinh hoạt Phật giáo, đóng cửa các tự viện, rồi bắt tăng ni hoàn tục, vân vân. Và cho đến tận cùng là làm cho Phật giáo đi đến tuyệt diệt. Đó, thì quý vị thấy rằng là chúng ta đã học Phật giáo có các nước, ví dụ như Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo của Triều Tiên, rồi bây giờ đấy chúng ta học đến Phật giáo của Tích Lan, rồi thì Phật giáo của Tây Tạng, vâng. Thì chúng tôi tin rằng là quý vị đã học qua sự hưng thịnh và sự suy tàn của Phật giáo của các nước đó qua các thời đại. Thì đương nhiên mỗi đất nước họ có một cái hình thức khác nhau, mỗi hình thức hưng thịnh và mỗi hình thức mà gọi là suy tàn khác nhau, bị phạm nàn, bị tiêu diệt, bị cái này cái nó khác nhau chứ không phải là giống nhau. Nhưng mà đối với quý vị thấy là đối với Tây Tạng thì đến cái thời Lạc Đạt Ma, gọi là thời kỳ mà gọi là Lạc Đạt Ma diệt Phật, thì lúc này cũng không phải là bình thường. Đây là một cái đặc điểm lớn nhất, cũng là một đặc điểm nổi bật nhất ở đối với là cái Phật giáo của Tây Tạng. Đặc điểm thứ 13 là sau khi Lạc Đạt Ma qua đời thì Phật giáo Tây Tạng đã mở ra một giai đoạn mới gọi là thời kỳ truyền nhập sau. Thì quý vị biết rằng là hồi mới đầu á, thì Phật giáo được truyền vào nhờ được chính thức mà truyền vào á, là nhờ công chúa Văn Thành và công chúa Sích Tôn của Nepal, công chúa Văn Thành nhà Đường và công chúa Sích Tôn Nepal. Cái đó được gọi là thời kỳ truyền nhập trước. Mà bên bên tiếng Tàu người ta dùng chữ gọi là tiền truyền, tất nhiên là truyền được truyền nhập thời kỳ trước đó, gọi là thời kỳ truyền nhập trước. Và thời kỳ thứ hai gọi là hậu truyền, tất nhiên là đến cái thời Tạ Lạc Đạt Ma tiêu diệt sạch, Phật giáo hầu như không còn tồn tại được. Có nghĩa là không, rất là hiếm để có cơ may để tồn tại. Cho nên cũng từ đó mà Phật giáo mới bắt đầu được truyền nhập lại nữa. Cái đó được gọi là thời kỳ truyền nhập sau. Đó, thì đặc điểm này là đặc điểm số 13, tất nhiên là sau khi mà chỉ có sau khi Lạc Đạt Ma qua đời, tất nhiên là sau khi Lạc Đạt Ma mà bị giết chết đó, thì lúc bấy giờ Phật giáo mới được có một cơ may là mở ra một giai đoạn mới là thời kỳ truyền nhập sau. Đến đặc điểm số 14, đó là Đại sư Tông Khách Ba Tsongkhapa đã tiến hành cải cách tôn giáo, khai sáng phái mũ vàng của Lạc Ma giáo, mở ra một thời đại cực thịnh của Phật giáo Tây Tạng. Chúng ta cũng đã học qua và chúng ta biết được rằng là khi mà Phật giáo thời kỳ truyền nhập sau đạt đến cái thời kỳ mà hưng thịnh rồi á, thì lại nảy sinh ra một số những cái tệ nạn, nảy sinh ra những cái gọi là những cái tha hóa ở trong nội bộ tăng đoàn. Vì vậy cho nên là ngài Tông Khách Ba ngài xuất hiện và ngài thấy rằng là cái tình trạng nó xảy ra nó bí đát. Đặc biệt là những cái vị Lạc Ma họ 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 đã bị tha hóa nhiều quá. Chính vì lý do đó cho nên ông nghĩ rằng là phải có một cái cuộc thay đổi, một cái cuộc gọi là chuyển biến nào đó thì họ mới có thể là vực lại những cái mất mát, những cái gì đó mà Phật giáo Tây Tạng đã đang từ từ, cho dù là không bị phạm nàn, cũng đang từ từ mất đi cái niềm tin với mọi người. Thì chính vì vậy cho nên ngài Tông Khách Ba đã mở ra một cái cuộc thay đổi, hay mình có thể dùng từ gọi là một cuộc cách mạng lớn, để rồi từ đó thì
một cái cuộc cải cách mà phải nói không tiền khoáng hậu ở trong cái lịch sử của Phật giáo Tây Tạng. Và vì vậy mà ông Tông Khất Ba đã ngài đã mở ra một cái giáo phái mới. Giáo phái đó được gọi là giáo phái Mũ Vàng. Mà trước đó thì tồn tại phái Mũ Đỏ là phái của Ninh Mạng. Thì sau này thì coi như là ngài mở ra cái phái Mũ Vàng, và phái đó được gọi là phái Cách Lộ. Tất nhiên là cái hình thức nó khác với cái hình thức Mũ Đỏ, để cho người ta biết được rằng là những vị này là những vị tu sĩ mà thay đổi, nó tuân thủ giới luật, tu hành nghiêm chỉnh, và đương nhiên là sống cuộc đời cống hiến cho xã hội, cho mọi người, không phải là giống như trường hợp của phái Mũ Đỏ. Vì vậy cho nên là đã mở ra một cái thời đại mới, và từ đó thì Phật giáo của Tây Tạng đã đi đến một thời đại được gọi là thời đại cực thịnh. Thế tiếp theo là cái về đặc điểm số 15. Trong Phật giáo Tây Tạng có một xưng hiệu rất đặc biệt, đó là Đại Bảo Pháp Vương. Tôn xưng này được vua Thành Tổ của nhà Minh phong cho vị Pháp Vương đời thứ năm của phái Cát Mã Cát Cự là Đắc Ngân Hiệp Ba vào năm 1407. Đó, đây là một cái phong hiệu mà được vua Thành Tổ nhà Minh phong cho năm 1407. Phong hiệu Đại Bảo Pháp Vương này vẫn được lịch đại chư vị Pháp Vương của phái này dùng cho đến hiện tại. Thì quý vị thấy là Đại Bảo Pháp Vương, tất nhiên là một vị vua của Pháp. Pháp là quý vị thấy nó giá trị như thế nào, mà vị này là một vị vua của Pháp. Vị Lạt Ma này á, là một vị vua của Pháp. Mà Đại Bảo đã quý báu rồi, mà con Đại Bảo là quý báu, vĩ đại, quý báu vô cùng to lớn. Là quý vị thấy rằng là một cái tôn hiệu này phải nói rằng là thể hiện tất cả những sự tôn kính tột độ của vua nhà mình. Đó. Thì cho nên là cái tôn hiệu này, kính thưa quý vị, là có thể trong lịch đại các cái vị quân chủ, tức nghe những vị vua hay là những vị lãnh đạo của các nước á, đối với là lịch sử Phật giáo của các nước á, thì đương nhiên là quý vị cũng có dùng nhiều cái gọi là nhiều cái tôn hiệu, nhiều xưng hiệu, ví dụ như quốc sư hay đại quốc sư, hay là rất là hoặc là pháp vương vân vân này nọ, rất là nhiều từ. Nhưng mà cái từ mà Đại Bảo Pháp Vương, kính thưa quý vị, đây là lần đầu tiên. Chúng tôi còn nhớ là trong một số những cái phim mà kiếm hiệp á, thì Kim Dung, cái người mà sáng tác ra những cái bộ phim kiếm hiệp á, thì kính thưa quý vị, chính ông Kim Dung, ông đã dùng cái từ Đại Bảo Pháp Vương này cho những cái vị tu sĩ gọi là những vị lạc mắt của Tây Tạng đôi khi xuất hiện ở trong những cái bộ phim của ông, trong những cái tập truyện kiếm hiệp của ông. Cho nên là cái xưng hiệu này thật sự ra khi hồi xưa khi chưa học đến cái Phật giáo Tây, chưa đọc đến cái Phật giáo Tây Tạng thì chỉ nghe qua thôi, và đúng là nghe cái từ này rất là đặc biệt, Đại Bảo Pháp Vương rất đặc biệt, kính thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ đấy, khi học được rồi và khi hiểu được rồi thì mới thấy được rằng là cái xưng hiệu này đặc biệt quá, mà phải nói là đúng là một cái tôn hiệu bày tỏ một sự tôn kính đến tột độ. Chắc có lẽ là không có một cái tôn hiệu nào có thể cao hơn cái này được nữa. Cho nên đây là một đặc điểm số 15 của Phật giáo Tây Tạng. Đặc điểm số 16 là hai vị Đạt Lai Lạt Ma và Bang Thiền Lạt Ma vốn phát xuất từ phái Cách Lộ do đài sống là do đại sư Tống Khất Ba sáng lập. Hai vị này có quyền uy tối cao trong giới chính trị và tôn giáo của Tây Tạng. Kính thưa quý vị, đúng vậy. Vừa rồi chúng tôi có giới thiệu khi nữa nói lên cái gọi là cái danh hiệu, một cái tôn xưng gọi là Lạt Ma. Quý vị thấy là trong Phật giáo Tây Tạng có nhiều cái tôn xưng, mà những cái tôn xưng này toàn là những cái tôn xưng đặc biệt cả, những cái tôn xưng mà không phải là bình thường. Ví dụ các vị tu sĩ người ta còn gọi là đó là những vị Lạt Ma, rồi rồi thì đó như là những vị Đại Bảo Pháp Vương. Rồi trong Lạt Ma thì kính thưa quý vị là có hai cái dòng khác nhau, hai cái trường phái khác nhau. Một là Đạt Lai Lạt Ma, tức là bên tiếng bên bên tiếng Ánh hoặc là bên tiếng Tây Tạng thì gọi là Dalai Lama, và còn bên còn một cái dòng khác được gọi là Bang Thiền Lạt Ma, hay là bên tiếng Anh gọi là Panchen Lama. Đó, thì quý vị thấy rằng là hai vị này đều là phát xuất từ phái Cách Lộ,
Và đương nhiên do cái phái này là phái mà do ngài Tông Khất Ba ngài sáng lập, và hai vị này là những vị có quyền uy tối cao ở trong cái giới chính trị và giới tôn giáo của Tây Tạng. Cái đặc điểm số 17 là cái hình thức mà chuyển thể linh đồng của Phật giáo Tây Tạng là độc đáo nhất mà không có một Phật giáo nước nào có được. Tất nhiên là cái hình thức mà gọi là tái sanh đó, kiến thức quý vị. Hình thức mà gọi là chuyển thể linh đồng này thì phải nói rằng là đúng là thì quý vị đã đọc và quý vị đã xem phim của Phật giáo Tây Tạng, mà nổi bật nhất là Hollywood đã xây dựng một cái bộ phim mà trong đó nói rất rõ, giải thích rất rõ về cái trường hợp chuyển thể linh đồng này, đó là cái bộ phim Little Buddha. Hay là quý vị có thể xem một số các bộ phim khác, ví dụ như Kundun hay là Seven Years in Tibet, thì quý vị cũng có thể hiểu được sơ qua về cái trường hợp này. Nhưng mà đặc biệt là chúng tôi thấy cái bộ phim Little Buddha là một cái bộ phim phải nói rằng là giải thích rất rõ về trường hợp là chuyển thể linh đồng này. Đó thì tiếng Mông Cổ cái từ gọi là chuyển thể linh đồng là Subigan, là một cách xưng hô vì Phật sống của Phật giáo Tây Tạng trong quá trình chuyển thể tái sanh, cũng là cách xưng hô người tu hành chuyển thế trước khi chính thức thành một vị người ta gọi là tu cu, tất nhiên là Phật sống. Cách xưng hô này được dùng cho đến khi vị chuyển thế linh đồng hoàn thành ngồi lên pháp tòa, từ đó vị ấy chính thức kế nhiệm Phật sống và đổi tên thành là Hoằng Phật. Đó thì quý vị thấy rằng là đây cũng là một hình thức đặc biệt. Bởi vậy cho nên trong Phật giáo Tây Tạng thì kính thưa quý vị, chúng tôi thấy rằng là cái Phật giáo của đất nước này có nhiều điểm rất là kỳ đặc mà chúng ta có rất là nhiều duyên may. Tất nhiên là trong hiện tại bây giờ thì Phật giáo Tây Tạng rất là nổi bật và nhiều người tin tưởng theo, đặc biệt nhất là đối với phương Tây thì người phương Tây cũng là có cái niềm tin rất là lớn và có nhiều người đã tu hành theo cái Phật giáo Tây Tạng. Thì vì vậy chúng ta có được cái nhân duyên nhiều, nhân duyên lớn, đặc biệt như trong cái trường học này cũng đã có cái môn học về Phật giáo Tây Tạng để chúng ta có cơ may tiếp xúc gần hơn để mà đi sâu vào trong cái Phật giáo Tây Tạng để biết được những cái đặc điểm nổi bật của Phật giáo đất nước này. Đặc điểm số 18 là chư tăng của Phật giáo Tây Tạng chủ yếu sang Ấn Độ cầu Pháp chứ không sang Trung Hoa cầu Pháp như trường hợp các nước Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, vân vân. Đó thì đây cũng là một cái đặc điểm mà nó khác với những đất nước khác thưa quý vị. Quý vị thấy rằng là Phật giáo của Tây Tạng, ít nhất chúng ta cũng biết được rằng Phật giáo Tây Tạng thuộc về Mật Tông đương nhiên, nhưng mà Mật Tông thì thuộc về Đại Thừa. Tuy nhiên trong Phật giáo của Tây Tạng vẫn có sự hiện hữu của yếu tố của Phật giáo Đại Thừa, yếu tố của Phật giáo Thiền Tông, yếu tố của Tịnh Độ Tông, rồi thậm chí yếu tố của Phật giáo Nguyên Thủy. Thế nhưng là Phật giáo Tây Tạng lại không, cả chư vị mà cao đức cao tăng của Phật giáo Tây Tạng á, thì lại không sang bên Trung Hoa để cầu Pháp. Tất nhiên trong quá trình mà tồn tại, trong quá trình Phật giáo Tây Tạng tồn tại á, thì quý vị đã từng chứng kiến một số các cái vị gọi là cao tăng của Phật giáo Trung Hoa đã từng sang truyền đạo ở tại Tây Tạng. Ví dụ nhân vật nổi bật nhất mà đã tạo thành một cái gọi là một cái điểm son lớn ở trong Phật giáo Tây Tạng đó là ngài Ma Ha Diệm. Ngài đã từng sang bên Tây Tạng để truyền bá Thiền Tông. Cho nên ngài được xem như là hòa thượng đại thừa đó. Đó thì quý vị thấy là ngài đã có một cái cuộc luận tranh giữa ngay tại Tăng Gia Tự đối với giữa cái ngài gọi là Liên Hoa Giới, hai vị đã luận tranh lẫn nhau về một ngài thì phía Mật Tông, một bên thì phía Thiền Tông, và để xem thử là bên nào có một cái sự ưu thế đặc điểm nó nổi bật hơn. Và tất nhiên với cuối cùng thì quý vị thấy là cái cuộc luận tranh này đã đi đến một kết luận, đó là ngài Liên Hoa Giới thắng cuộc.
Và đó cũng là cái lúc đó cũng là cái nhân duyên rất là thù thắng để đi đến một cái quyết định là Phật giáo Tây Tạng tu tập theo cái hình thức gọi là mật tông. Thì chúng tôi thấy rằng là quý vị thấy rằng là các vị tu sĩ của Phật giáo Tây Tạng phần lớn đều đi sang Ấn Độ để cầu Phật, mà nó hoàn toàn với những cái đất nước Phật giáo khác. Đó. Đây là một cái đặc điểm mà chúng tôi thấy rằng là cũng là không phải là bình thường đối với cái Phật giáo của đất nước này. Đặc điểm số 19 đó là tín đồ Phật giáo Tây Tạng đã dùng hình thức tu ngũ thể đầu địa là nắm vóc gieo sát xuống đất để thể hiện sự tôn kính tối thượng. Vâng, kính thưa quý vị, cái hình thức này cũng là một hình thức không phải bình thường. Đối với mình á, thì tất nhiên là chúng ta cũng lạy xuống, lạy sát đất. Thì tất nhiên nắm vóc cũng là gieo sát đất đó. Nhưng mà chúng ta lạy xuống nhưng mà không phải là hình thức giống như người Tây Tạng. Quý vị xem trong một số các cái phim thì quý vị thấy rằng người Tây Tạng họ chà người xuống và chà thẳng. Tất nhiên là nơi hai bàn tay này chúng tôi để ý là thấy họ có bỏ một cái miếng lót gì đó không biết. Là ở nơi đây để khi họ chà xuống thì có thể rằng là nó không bị trượt. Nhưng mà dù ngủ dù không chúng ta vẫn biết được một điều rằng là họ không sợ nhập. Bởi vì khi mà ngũ thể đầu địa nắm vóc mà gieo sát đất mà chà sát xuống như thế này thì kính thưa quý vị, dứt khoát quý vị phải chạm xuống đất. Đó, cho nên là khi họ lại quý vị thấy là đến những cái thánh địa để mà họ họ tham bái thì họ lạy sát đất. Đó, lạy sát đất. Không phải là ở trong những cái nơi mà sạch sẽ trang nghiêm để ấy đâu, mà ngay cả ngoài núi rừng họ vẫn lạy sát đất như vậy. Thì hình thức đó, kính thưa quý vị, được gọi là ngũ thể đầu địa. Đấy cũng là hình thức đặc biệt của Phật giáo Tây Tạng. Thứ 20 là người Tây Tạng phần lớn dành thì giờ của họ vào việc cầu nguyện hay làm các việc như quay bánh xe cầu nguyện để có được công đức, và người ta tin rằng làm như vậy sẽ đến gần với Niết Bàn hơn. Đúng là người Tây Tạng phần lớn chúng ta thấy rằng là họ họ thường họ tập trung thì giờ để ngồi cầu nguyện. Khi mà họ cầu nguyện, quý vị xem trong một số các phim quý vị sẽ thấy là họ ngồi cầu nguyện và họ lần sâu chuỗi và miệng thì họ tụng cái gì, họ tụng án mani bạc gì không. Và khi vào chùa quý vị để ý đó thì họ thấy rằng là họ họ đẩy lên những cái gọi là những cái mà bạn mà quay ở dọc dọc của những cái bức tường, rồi thì họ cầm trên tay họ một cái quý vị thấy là một cái bánh xe như thế này, họ vừa quay mà họ vừa là tụng niệm và họ quán niệm như thế này là người ta họ làm như vậy thì dần dần sẽ đến gần với Niết Bàn hơn. Cho nên một cái khát vọng để đạt được Niết Bàn của họ là một cái khát vọng rất lớn. Cho nên họ làm bằng mọi cách. Làm bằng mọi cách để chi? Để cho họ có được cái cơ may, họ có được một nhân duyên để có thể đạt được đến gần với Niết Bàn. Tất nhiên cái giải thích của quý vị, giải thích của Phật giáo, của các cái trường phái khác về vấn đề mà gọi là đạt đến Niết Bàn nó khác nhau. Nhưng mà đây cũng là một niềm tin, kính thưa quý vị. Và có phải chăng đây cũng là một cái điều mà làm cho những người mà tu tập như thế này, họ có một cái niềm tin tối thượng để mà họ đặt hết toàn tâm toàn ý của họ trong cái việc tu tập của họ. Số 21 là câu thần chú tín đồ Phật giáo Tây Tạng thường hành trì, đó là lục từ Đại Minh Chân Ngôn, Án Mani Bạc Di Hồng hay là Ấm Mani Padme Hum. Đặc biệt vào tháng Giêng, tháng 2 là tháng ăn chay, người ta thường hành trì thần chú này. Đó thì chúng tôi thường cũng giải thích cho quý vị biết rằng là câu thần chú này là của ngài Trúc Đề. Và đương nhiên Trúc Đề cũng là một trong những hóa thân của Đức Bồ Tát Quan Âm, mà Bồ Tát mà Đa La cũng là một trong những hóa thân của ngài Quan Âm. Cho nên quý vị thấy rằng là người ta họ trì tụng cái câu thần chú này thường xuyên, và đặc biệt nhất là theo như giải thích thì theo như mà họ nghiên cứu, người ta thấy là vào tháng Giêng tháng 2 là cái tháng ăn chay ấy, thì người ta thường hành trì cái thần chú này. Hình thức thứ đặc điểm số 22, hình thức điệu tán của Phật giáo Tây Tạng thể hiện sự trân trọng tự nhiên,
không cho bất cứ ai bất cứ cái gì dư thừa. Hơn nữa, người ta tin rằng nhờ cả con chim mà người chết được dẫn dắt về thế giới của chư Phật. Đó, thì quý vị biết rồi là trên thế giới này có nhiều hình thức để mà gọi là an táng khác nhau. Tỷ dụ như thổ táng, tỷ dụ như là không táng, tỷ dụ như hỏa táng, rồi địa táng, rồi thủy táng. Đó, vân vân, rất là nhiều hình thức mà nó gọi là an táng khác nhau. Nhưng đặc biệt nhất quý vị thấy rằng là cái hình thức mà không táng hay là hình thức mà điệu táng của Phật giáo Tây Tạng cũng là một cái hình thức rất đặc biệt. Cho nên chúng ta thấy rằng là đối với cái đất nước này, quý vị thấy là người Tây Tạng họ có một cuộc sống giống như gần giống như người Mông Cổ đó, cuộc sống du mục. Mà hình thức với cái hình thức mà du mục như thế này thì từ đó nó nảy sinh ra nhiều cái tục lệ, nhiều cái quan niệm khác nhau, đúng không ạ? Thì ngay cả cái hình thức mà gọi là điệu táng này nó cũng ảnh hưởng không ít đối với cái trường hợp gọi là các vị họ sống du canh du cư du mục như thế đó. Thế họ đến ở đâu đó một khoảng thời gian xong họ cuộn liều cuộn trọng họ lại ra đi. Đó, quý vị thấy là cái cuộc sống hoàn toàn vô định. Thì thử hỏi làm sao có thể cố định hoặc ổn định được là cái người chết giống như trường hợp Việt Nam chúng ta là người chết là phải chôn chôn xuống, bởi vì quan niệm người chết là cái gì, là cái mồ cái mạ là cái nhà của người chết mà, cho nên đó là cái nơi mà ổn định nhất, đó là cái nơi để cho người đã quá vãng được coi như là an ổn, được coi như là gọi là an cư đó. Nhưng mà đối với người Tây Tạng thì quý vị thấy là họ họ dùng cái hình thức điệu tạng. Mà khi quý vị xem mà nếu nếu quý vị không 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 thể nào chịu được thì chắc chắn là quý vị sẽ sợ hãi nữa. Sợ hãi bởi vì là một, nếu chúng ta có một cái gọi là sự trân quý hay là chúng ta xem cái người chết là linh thiêng thì không ai dám động đến xác thân của người đó, đến đến cái gọi là thi hài của người đó. Và rồi thì đương nhiên rằng là cái trường hợp mà giống như Phật giáo Tây Tạng, người ta quý vị thấy rằng là người ta họ chẻ ra rồi thì họ đập từng cái miếng xương ra, hay là thậm chí họ cắt từng miếng thịt nhỏ nhỏ, họ dùng dao để rạch để những con chim kênh kênh nó đến nó ăn rất nhanh. Cầm một cái đàn chim kênh kênh nhiều khi cả trăm con đến một cái xác như vậy, nó rút rỉa trong một khoảnh khắc là xong. Nhưng mà rồi còn là xương đầu, còn là xương tay, xương chân thì người ta dùng búa, dùng đồ, người ta dùng các phương tiện. Những cái người, quý vị biết là những cái người mà họ làm cái việc đó cũng là những người không phải là bình thường. Và chắc chắn những người này họ đương nhiên là họ phải có một cái sự niềm tin và có sự cầu nguyện rất lớn. Họ là những người tu tập, chứng phải là những gọi là những cái vị đồ tệ để mà giết heo giết bò, giống như trường hợp mà những người mà giết heo giết bò bình thường không, không phải. Chúng tôi tin vào điều đó. Cho nên là những vị này họ làm với cả một cái tâm của họ, và tất nhiên với cái quan niệm và với cái phong tục của người ta thì khi làm như vậy họ cũng làm hình thức để mà họ gián tiếp họ giúp cho cái người mà đã khuất đó là xả hết tất cả, buông hết tất cả để nhẹ nhàng mà ra đi, phải không ạ? Cho nên chính vì vậy mà họ quan niệm rằng là những cái con chim là nhờ có cả cái con chim đó mà đưa cho họ, đưa cho cái người người mà đã khuất đó, dẫn dắt cho người đã khuất đến gần hơn, đến về, đi về với thế giới của chư Phật. Vâng, tất cả mọi cái đều là quan điểm cả, kính thưa quý vị. Vì vậy cho nên là đối với Phật giáo Tây Tạng, cái đặc điểm lớn mà bên cạnh những đặc điểm vừa rồi chúng tôi vừa mới giải thích thì kính thưa quý vị, cái hình thức mà điệu táng này cũng là một hình thức rất là đặc biệt. Mà đương nhiên khi chúng quý vị xem và xem thì chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà nếu chúng ta học về Phật giáo, học đến những giáo lý mà vô thường, đến những giáo lý mà gọi là vô chấp vân vân này nọ, hoặc là triết lý về tánh không vân vân này nọ, thì khi mà quý vị quán tưởng, khi vì quý vị quán chiếu dần dần mà với cái hình thức mà gọi là điệu táng như thế này, chúng tôi tin rằng là đây cũng là một bài học lớn để cho chúng ta tu tập. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu đến cái đặc điểm số 23, đó là Phật giáo của Tây Tạng có một hình thức gọi là phục tàng, tất nhiên là che giấu, cất giữ kín đáo.
Nghĩa là khi gặp pháp nạn thì chư tăng đem cất giấu các kinh điển vào trong các hang động hay là chốn giấu dưới đất, đợi đến khi nào đầy đủ nhân duyên thì vị phục tàng sư, tức là vị thầy mà cháy dấu đó, cất giấu những cái kinh điển đó, sẽ tìm thấy và đem ra truyền bá cho mọi người. Vâng, thì quý vị thấy là hình thức nó rất đặc biệt. Mà những vị này, quý vị biết rằng là những vị phục tàng sư này không phải là những người đã từng cất giấu những cái đó, mà những vị này nhờ có cái đức tu các ngài mà các ngài có thể biết được là những kinh điển đã từng cất giấu ở chỗ nào. Cho nên thì dù dưới thời của Lạc Đạt Ma, ông đốt hết các kinh sách, ông làm tất cả mọi cái để tiêu diệt hoàn toàn Phật giáo, thế mà các vị các ngài đã đem những kinh điển đó giấu vào ở trong núi rừng, trong các hang động sâu. Và rồi thì dần dần tất nhiên là thời gian trôi qua, đâu ai biết là nằm ở chỗ nào. Giữa cả một cái không gian mênh mông bao la, giữa núi rừng coi như là hoang vu như vậy. Nhưng mà kính thưa quý vị, nhờ có các ngài phục tàng sư này mà những vị này biết được chỗ nào có, để rồi các vị đến nơi đó đào ra tìm ra. Thì quý vị thấy rằng là ngay bây giờ đây ở bên Việt Nam chúng ta còn có những cái vị mà gọi là đi tìm hồn tìm xác đó. Thì đó, cho nên là quý vị thấy là những vị mà chuyên về tâm linh để mà biết được những cái đó, thì chính những vị phục tàng sư này là những cái người để giúp cho mọi người biết được nơi nào để có kinh điển. Cho nên đấy cũng là một cái đặc điểm mà quý vị thấy là đối với Phật giáo Tây Tạng, chúng ta thấy rằng là khi mà đọc đến cái phần này cũng là một cái cách, cũng là một cái đặc điểm hay, giá trị. Bởi vì là nếu như không có những cái trường hợp của các vị phục tàng sư này thì làm sao có thể là truy tìm ra những cái kinh điển, mà những kinh điển đôi khi lại là những kinh điển vô cùng quý giá mà có thể là đã bị mất từ xưa đến nay rồi. Bây giờ tìm lại được, sao chép hoặc là phiên dịch để rồi một truyền bá ra cả thế gian, thì đó là một điều tuyệt vời vô cùng. Đặc điểm số 24, hình thức Mạng Đà La độc đáo thể hiện cái vũ trụ quán Phật giáo của Tây Tạng và cũng là một hình thức tu tập của tín đồ Phật giáo Tây Tạng. Dạ thưa vâng, cái hình thức Mạng Đà La này thì quý vị, chúng tôi tin rằng là quý vị đã có nhiều cái duyên để mà chứng kiến hoặc ở trên TV hoặc qua Internet, hoặc quý vị tận mắt mình chứng kiến các quý vị đại sứ của Tây Tạng, các vị Lạc Ma, các ngài đã dùng cái hình thức mà gọi là vẽ các cái đồ hình Mạng Đà La. Thì quý vị thấy rằng là giống như những lần trước chúng tôi thưa rằng là quý vị họ dùng những cái cây giống như cái bút vậy đó, và họ vẽ rất là cẩn trọng. Không phải là chúng ta thấy một cái đồ hình Mạng Đà La như vậy mà chúng ta nghĩ rằng là dễ vẽ, không đâu. Kiến thức quý vị phải đòi hỏi cả một công phu, mà trong đó ít nhất chúng ta phải biết đó là công phu tu tập. Và cái việc đó phải được huấn luyện, phải được làm đi làm lại rất nhiều. Thì khi đó với là một cái cây mà giống như cái bụng, ở trong đó bỏ cát quý vị biết. Và ngoài này là dùng một cái cây để người ta ca vô nên cái cây bụng đó, để cho cái cát nó có thể là khí thì chạy ra nhiều, khi chạy ra ít. Ở quý vị thấy rất là đặc biệt, cái hình thức này cũng phải là bình thường. Cho nên là đương nhiên có những cái bức Mạng Đà La người ta vẽ bằng các cái màu nước lên trên các loại tranh vải hoặc là trên giấy, đó là những cái bức hình Mạng Đà La bình thường. Nhưng mà đối với những cái bức mà quý vị biết là Mạng Đà La người ta họ vẽ bằng cát đó, thì những hình thức này rất đặc biệt. Và đương nhiên là sau khi vẽ xong rồi, để tu tập xong rồi, người ta họ xóa đi, để cho biết rằng đây cũng là một hình thức tu tập, để cho biết rằng là tất cả vạn pháp giữa cuộc đời này, cho dù nó có quỷ bao nhiêu đi chăng nữa, cũng là phải chịu sự chi phối của vô thường. Đó. Để rồi người ta không còn phải có một cái tấm chấp thụ bám vào trong cái đó để làm gì cả, mà phải buông để giải thoát. Cho nên cái hình thức mà Mạng Đà La độc đáo như thế này cũng là một hình thức mà thể hiện toàn bộ vũ trụ quan của Phật giáo Tây Tạng.
Hình thức đặc điểm số 25 đó là Thang Ca cũng là tranh vẽ đặc sắc về chư Phật Bồ Tát của Phật giáo Tây Tạng. Vâng, đúng, kính thưa quý vị. Thì cái Thang Ca quý vị biết rồi, đây cũng là một cái dạng rất đặc biệt. Thứ 26, Phật giáo Tây Tạng đã tạo ảnh hưởng mạnh từ thế kỷ thứ 11 đối với các dân tộc Trung Á, đặc biệt là người Mông Cổ. Trên thực tế, Phật giáo được triều đình Nguyên Mông thống trị Trung Hoa đương thời xem như là quốc giáo, và các nhà thống trị triều đình Thanh, Mạng Châu cũng bảo hộ Phật giáo, đặc biệt là phải cách lộ qua suốt các triều đại. Thì quý vị thấy rằng Phật giáo của Tây Tạng không phải dừng ở trong đất nước của họ, mà họ đã phát triển ra ở trên các nước, các dân tộc của Trung Á, ví dụ như sang đến tầng Siberia qua bên nước Nga, rồi thì đến những cái vùng như Mông Cổ. Chính vì vậy cho nên quý vị thấy rằng là Hột Tất Liệt, triều đình của Nguyên Mông là một cái triều đình đã ủng hộ cho Phật giáo Tây Tạng đến tận cùng. Và đặc biệt nhất là họ ủng hộ cho phải cách lộ. Và trong đó họ tôn kính những cái vị mà gọi là đại sứ của những vị Lạt Ma, ví dụ như là Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiền Lạt Ma. Họ xem những vị đó, họ kính kính ngưỡng những vị đó cho đến tận cùng. Đặc điểm số 27 là pháp môn tu tập trọng yếu của Mật giáo Tây Tạng có Đại Viên Mạng, Đại Thủ Ấn, Đào Quả, Ngũ Thứ Đề, Lục Gia Hành, Chuyết Hỏa Định, vân vân. Đây là những pháp môn mà đặc biệt của Phật giáo Tây Tạng. Đặc điểm số 28 là các giáo phái Phật giáo Tây Tạng tôn sùng đấng bổn tôn như Phật, Bồ Tát, Quỷ Thần, vân vân. Danh hiệu cũng giống như hình tượng của các ngài đều khác nhau, nhưng bổn sư của chư Phật là Bạn Sơ Phật. Quý vị thấy đó, họ còn một cái đặc điểm nữa, đây là họ quan niệm rằng là vị thầy của chư Phật là có một vị, vị đó được gọi là Đức Phật Bạn Sơ, là Đức Phật từ gọi là Đức Phật Nguyên Sơ đó. Bạn Sơ tức là Bạn là gốc, mà Sơ là đầu nguồn, đại khái là vậy. Và Đức Bạn Sơ Phật lại sanh ra năm vị Phật gọi là Thiền Định Phật, gồm Tỳ Lô Giả Na Phật ở Trung ương, Á Xúc Phật ở phương Đông, Bảo Sanh Phật ở phương Nam, Di Đà Phật ở phương Tây và Bất Không Thành Tựu Phật ở phương Bắc, tương đương với Ngụ Trị Như Lai của Chân Ngôn Tông. Đó. Đặc điểm số 29 là có ba vị Bồ Tát Văn Thù, Kim Cương Thụ và Quán Thế Âm được gọi là Tam Giáo Chủ, giáo đồ của Lạt Ma giáo đặc biệt tôn trọng ba vị này. Quý vị thấy rằng là ba vị Bồ Tát này đặc biệt được tôn trọng đối với các vị gọi là Lạt Ma giáo, đó là ngài Văn Thù, ngài Kim Cương Thụ và ngài Quán Thế Âm. Đấy đó, thì đối với trường hợp mà ngài Kim Cương Thụ là ít được nghe thấy đối với Phật giáo Đại Thừa, nhưng mà quý vị thấy rằng là đối với là Phật giáo Tây Tạng thì đương nhiên ngài Văn Thù được tôn trọng, ngài Kim Cương Thụ và ngài Quán Thế Âm là ba vị Bồ Tát đặc biệt. Và đặc điểm số 30, quý vị thấy là đối với Phật giáo Tây Tạng, quý vị thấy sẽ có một cái bộ sách đó được gọi là Tứ Thư Tây Tạng. Đó, thì là đây là những một trong những bộ sách đặc biệt của Phật giáo Tây Tạng, là bộ Tứ Thư mà viết về cái đời sống sau khi chết. Thì quý vị thấy rằng là với tất cả những cái đặc điểm như vậy, nói lên về Phật giáo của một cái đất nước mà quý vị thấy rằng là có nhiều cái bí ẩn, có nhiều cái thú vị. Mà đương nhiên rằng là cho đến hiện tại bây giờ, cái ngài mà lãnh đạo của Phật giáo này là ngài Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, mà ngài đang hiện hữu ở tại Ấn Độ Dharamsala, ngài đang lưu vong ở tại Ấn Độ, nhưng mà ngài có mặt trên khắp cả thế giới. Và với những đặc điểm như thế này, chúng ta thấy rằng là Phật giáo của đất nước này rất là có nhiều cái điểm thú vị để cho chúng ta có cơ may để chúng ta học và biết đến. Chúng tôi rất là mong rằng thông qua những giờ vừa qua chúng tôi giới thiệu về Phật giáo Tây Tạng, quý vị có được nhiều cái nhân duyên, nhiều dịp để biết rõ hơn về cái Phật giáo đất nước này. Để nếu như có ai đó có một cái nhân duyên để mà tu tập những pháp môn của đất nước này, thì xin quý vị hãy phát tâm để mà tu tập với những cái nhân duyên mà quý vị có được với Phật giáo của đất nước này. Tiếp theo chúng tôi sẽ xin giới thiệu sơ thôi, chứ không phải là giới thiệu một cách rất là kỹ lưỡng. Chúng tôi sẽ
ra cái đề thi về cái môn Phật giáo Tây Tạng này. Thì theo như thông thường chúng tôi có hai đề thi. Đề thi thứ nhất là về trắc nghiệm, đề thi thứ hai là về phần luận văn. Chúng tôi sẽ xin giải thích trước về cái phần luận văn cho quý vị biết. Về luận văn thì cái đề nó đơn giản như thế này. Tất nhiên cái đề này chúng tôi sẽ gửi cho trường, và trường sẽ gửi đến tất cả quý vị. Quý vị không cần phải ghi chép để làm gì, sẽ có cái đề gốc cho quý vị. Và chúng tôi xin mong tất cả quý vị như một điều như thế này, để cho dễ chấm và phân biệt thì quý vị đừng có làm cái đề thi này ngay trên cái đề thi của trắc nghiệm, mà quý vị hãy để hai tờ giấy riêng biệt ra giúp cho. Đây là điều rất cần thiết để mà có thể là phân ra một bên thì đề thi trắc nghiệm và một bên là đề thi về luận văn. Mà đây là điều mà chúng tôi rất mong muốn quý vị hoan hỷ làm như vậy giúp cho. Thì đề thi của Phật giáo Tây Tạng đó là: hãy cho biết điều tâm đắc nhất của quý vị về Phật giáo Tây Tạng và hãy giải thích lý do vì sao quý vị tâm đắc. Vâng, kính thưa quý vị, thì chắc chắn chúng tôi mong rằng là trong quá trình quý vị học về Phật giáo Tây Tạng, quý vị hiểu về Phật giáo đất nước này. Tùy theo cái sở thích của quý vị, tùy theo cái cảm ứng của quý vị, tùy theo cái nhân duyên của quý vị có một cái điều tâm đắc nào đó, ít nhất là một điều tâm đắc về Phật giáo Tây Tạng mà quý vị đã được học qua, hay thậm chí quý vị đã từng xem qua sách báo hay là như thế nào đó, thì xin quý vị hoan hỷ hãy chia sẻ cho chúng tôi biết được. Hãy ghi ra trong bài luận văn của quý vị điều tâm đắc nào. Quý vị có thể lấy những đặc điểm Phật giáo Tây Tạng để viết một điều tâm đắc cũng được, cái đó tất cả đều quy tùy theo quý vị. Nhưng mà quý vị thấy một điều nào mà còn nó hay, nó giá trị, nó làm cho mình thích thú quá về Phật giáo Tây Tạng, thì xin quý vị hoan hỷ hãy ghi ra cái điều đó giúp cho. Và quý vị hãy cho chúng tôi biết cái lý do mà vì sao quý vị tâm đắc về điều đó. Thì đây là cái đề thi nó dài, cái quý vị có thể viết cái đề thi này dài hoặc là ngắn. Vâng, kính thưa quý vị, tùy vào quý vị, chứ không bắt buộc rằng là ồ quý vị phải viết thật dài hoặc là quý vị phải viết 10 trang, 20 trang, chúng tôi không bắt buộc điều đó. Nhưng mà chúng tôi cần quý vị hãy viết rất rõ cái tâm đắc của quý vị về cái Phật giáo đất nước này. Thứ hai là hãy giải thích một cách rất rõ ràng. Bởi vì tôi thích cái điều này nó như thế này, chúng tôi tâm đắc nó là do vì thế này và thế này, vân vân. Cái nó tùy theo cái sự giải thích của tất cả quý liệt vị. Đó là cái đề thi về luận văn. Tiếp theo chúng tôi xin giải thích về cái đề thi về cái gọi là trắc nghiệm. Thì thường chúng tôi hay đưa ra khoảng 10 câu hỏi, và nếu đúng thì mỗi câu hỏi như vậy là 2 điểm. Mà thì và đương nhiên nếu quý vị đúng hết tất cả thì toàn bộ cả cái bài thi về trắc nghiệm này quý vị sẽ có được 20 điểm. Cái câu hỏi thứ nhất đó là: Phật giáo Tây Tạng còn được gọi là cái gì? Thì quý vị đã học qua rồi, quý vị có thể là giải thích tùy theo nó. Ở trong đây chúng tôi đưa ra bốn cái gọi là bốn cái điểm khác nhau. Bốn cái cách khác nhau, ví dụ A, B, C, D. Ví dụ như Phật giáo Tây Tạng còn được gọi là Phật giáo Đại Thừa, hay Chân Ngôn Tông, hay Lạt Ma Giáo, hay Phật giáo Bắc Truyền, vân vân. Thì lâu nay quý vị đã học rồi và chúng tôi rất là mong. Tất nhiên trong này sẽ có một vài cái điểm mà đôi khi có thể là lắc léo một chút. Và chúng tôi rất là mong quý vị hãy là cố gắng suy nghĩ cho kỹ, đừng có vội vã. Và quý vị đánh vào trong đó, rất mong rằng là quý vị thông qua. Thật sự ra những cái câu mà gọi là trắc nghiệm như thế này á, được xem như là những cái tinh túy của Phật giáo Tây Tạng. Và khi quý vị đánh trúng, quý vị hiểu rõ thì quý vị cũng có thể là nắm tròn hết toàn bộ cái sự của Phật giáo Tây Tạng. Và vì vậy cho nên thông qua những cái đề thi như vậy thế này, chúng tôi cũng chỉ mong sao quý vị biết, quý vị có thể biết rõ những cái đặc điểm lớn của Phật giáo Tây Tạng, để rồi từ đó quý vị có thể gặp bất cứ ai người ta hỏi đến quý vị: quý vị đã học về Phật giáo Tây Tạng chưa? Quý vị có biết về Phật giáo Tây Tạng không? Hay là viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc có dạy về Phật giáo Tây Tạng không? Thì quý vị nói: vâng, tôi có học rồi.
Thì khi người ta hỏi rằng có học rồi thì Phật giáo Tây Tạng có đặc điểm gì, thì kính thưa quý vị, chúng tôi tin rằng nếu quý vị học được qua những điều như thế này, nắm vững những điều như thế này, quý vị sẽ trả lời ngay tại chỗ là có những đặc điểm gì, đặc điểm gì, đặc điểm gì, mà không cần phải là phải chần chừ, phải là coi như là suy nghĩ gì nữa cả. Bởi vì những đặc điểm nó quá nổi bật mà chúng tôi đã cố gắng bằng mọi giá, bằng hình thức thi hoặc là hình thức giải thích để cho quý vị ghi nhớ rất rõ những đặc điểm đó. Câu thứ hai đó là Phật giáo Tây Tạng được được Phật giáo được truyền vào Tây Tạng năm nào? Câu thứ ba là người có công đưa Phật giáo vào Tây Tạng là ai? Thứ tư, ai là người truyền bá thuyền tông đầu tiên vào Tây Tạng? Thứ năm là Lạng Đạt Ma là ai? Thứ sáu, thế nào là quy y tứ bảo? Thứ bảy là Phật giáo được chính thức công nhận dưới thời nào? Thứ tám, Đại sư Tông Khách Ba là người có công trong việc gì? Thứ chín là một trong năm bộ luận của Hiện giáo cần phải học là gì? Và thứ mười, Tán Gia Tự là cái gì? Tất nhiên ở nơi đây thì dù Tán Gia Tự là ngôi chùa trung tâm Phật giáo Tây Tạng, là nơi diễn ra cuộc luận tranh lịch sử giữa Ngài Ma Ha Diện và Ngài Liên Hoa Giới. Thứ ba là ngôi chùa có nhiều bảo vật được lưu giữ cho đến hiện tại. Thứ tư là đây là ngôi chùa cổ của Phật giáo Tây Tạng, vân vân. Thì đó, quý vị thấy rằng là ở trong đây chúng tôi đã đưa ra một số những cái câu hỏi như vậy, và xin quý vị hoan nghị, chúng ta khoan vội gì cả. Bởi vì là đây chúng tôi đưa đề thi như thế này thì thật sự ra không phải là một cái đề thi mà bắt buộc quý vị làm ngay ở trong lớp. Cho nên quý vị cũng phải cần vội trong 1 tiếng đồng hồ để làm đề thi này. Và quý vị có cả tài liệu, quý vị có đủ hết tất cả. Chúng tôi rất mong rằng quý vị có thể chọn lựa những cái này, quý vị đọc những cái bài mà chúng tôi đã từng dạy, những tài liệu chúng tôi gửi cho quý vị. Quý vị có thể đánh vào nơi đây đúng theo những cái câu hỏi mà yêu cầu quý vị trả lời. Và chị mong sao chúng ta quý vị cũng hiểu giúp cho là cái bài thi không phải là một cái hình thức để mà chúng ta cần phải có điểm hoặc gì cả. Những bài thi là một cái hình thức rất quan trọng để làm gì? Để cho chúng ta biết được rằng là chúng ta đã học được gì, chúng ta đã hiểu được gì và chúng ta đã nắm vững được điều gì thông qua cái môn học mà chúng ta đã từng học vừa qua. Cho nên là rất mong trong khoảng thời gian vừa qua, quý liệt vị đã học được tất cả những giá trị, những điều giá trị vô cùng tuyệt vời về Phật giáo của Tây Tạng. Và tất nhiên rằng là với Phật giáo các nước khác, mỗi cái Phật giáo đều có một đặc điểm khác nhau. Nhưng mà hơn thế nữa, chúng tôi vẫn nghĩ rằng là cái Phật giáo của đất nước Tây Tạng cũng là một Phật giáo mà có rất là nhiều cái đặc điểm lạ kỳ. Quý vị thấy đó, hồi nãy giờ chúng tôi giải thích những cái đặc điểm đó thì quý vị thấy là những cái đặc điểm rất lạ kỳ. Mà những cái đặc điểm đó nó hình thành nên một Phật giáo của một cái đất nước. Mà đất nước này cũng đặc biệt nữa là quý vị, nó nằm ở trên một cái gọi là một cái ngọn núi cao chót vót, gọi là trên gọi là đỉnh, gọi là nóc nhà của thế giới. Mà tương truyền mà nghe nghe đâu rằng là nhiều người đến đó, mà quý vị biết rằng thậm chí có những người mà họ yếu á, là họ sẽ chết bởi vì lên trên đó bị ngộp thở. Thì vì vậy với một cái đất nước như vậy, với một cái tất nhiên rằng là với vị thế, với phong thổ, thì từ đó sẽ có những phong tục tập quán, những cái quan niệm, rồi Phật giáo đến nơi đó, quý vị thấy đó, Phật giáo đương nhiên cũng phải có những hình thức nào đó để phù hợp với cái đất nước đó. Cho nên quý vị thấy rằng Phật giáo của Tây Tạng đã từng Thiền Tông đã từng được truyền vào, rồi thậm chí là tỷ dụ như là Tịnh Độ Tông vẫn có mặt, những yếu tố đó có mặt cả. Nhưng nổi bật hơn hết và hiện tại bây giờ cái hình thức thức tu mà đặc biệt nhất thì phải nói rằng đó là Mật Tông, chứ không phải là Thiền Tông mà cũng không phải là Tịnh Độ Tông. Thì đó, cho nên là kính thưa quý vị, chúng tôi một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn cái sự theo dõi quan tâm của tất cả quý liệt vị đối với cái môn học này, và rất mong
Trong khoảng thời gian vừa qua, quý vị đã học được những cái điều thú vị, những cái giá trị của Phật giáo Tây Tạng, và xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi tất cả của quý liệt vị. Xin nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho quý vị và thân bằng quyến thuộc thân tâm thường an, thường lạc, vạn sự cát tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.